Các bạn nha, video này giới thiệu các bạn tham gia một chương trình giveaway random dành cho 250 người may mắn nhận được 30 tập cần X-Fan này bạn, với trị giá là khoảng 150 đô các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở link form các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào visit coi cặp cô La Bát nè. Các bạn bấm vào xem qua website thôi các bạn, bấm vào click here các bạn. Rồi khi vào bạn bấm vút mẹ nó đi. Vút đại đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link form các bạn. Sorry các bạn, trên trang của Market Cap mà tưởng đâu trên coi cấp cô. Mình sorry các bạn nha. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào continue các bạn. Được một tiết chưa? Biết đâu à. Hiện tại có 63.648.000 người tham gia, biết đâu ngay mình các bạn. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh group, kênh seller nó, rồi bấm continue của tất các bạn bấm vào cái click here, các bạn join vào của tất các bạn click here nè. Sau nha các bạn join vào luôn ạ. Sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bắt đắp lại cái form nữa các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi người ta các bạn. Các bạn theo dõi xong thì các bạn bắt đắp lên. Thấy dự án này trên cộng đồng khá là hot. Mình làm luôn các bạn. Mình thì không có thích những cái kèo random cho máy. Rồi tiếp tục các bạn follow và tờ Twitter với hashtag này các bạn. Bấm vào tờ Twitter nè. Rồi các bạn bấm vào đăng test là được rồi các bạn. Rồi các bạn bấm. Rồi từ anh tiếp tục sorry từ quýt sau các bạn. Sau khi bấm vào từ quýt xong thì các bạn có một nhỏ dòng chữ nhỏ các bạn nhấp vào các bạn. Tiếp tục thì các bạn lấy tin ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm liên tục căng các bạn. Thì này con này phân phối sao ta, thì danh sách phân phối thì mình sẽ công bố sau cho các bạn nha. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận random 30 càng ít fun đến đây cũng kết thúc rồi. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.